Mai Siêu Phong Dương Lệ Bình suýt ngất vì nhiễm COVID-19. Dương Lệ Bình chia sẻ bà bị cảm, sốt và suýt ngất vì nhiễm COVID-19 nhưng vẫn muốn cố gắng biểu diễn trong đêm cuối của chuyến lưu diễn. Ngày 20 tháng 12, Sina đưa tin nhân viên trang điểm của Dương Lệ Bình đã chia sẻ hình ảnh nữ diễn viên muốn nằm mệt trên ghế. Bà liên tục ho, giọng khàn đi vì cảm. Người này chia sẻ nữ nghệ sĩ đã ốm một tuần, bà suýt ngất trên sân khấu khi bị các triệu chứng của bệnh COVID hành hạ. Tuy nhiên, khi các nhân viên khuyên Dương Lệ Bình về nhà nghỉ ngơi, nữ diễn viên quyết tâm đứng dậy để biểu diễn trong đêm cuối của chuyến lưu diễn. Trước việc Dương Lệ Bình không ngừng nghỉ dù nhiễm COVID, khán giả đưa ra những bình luận trái chiều. Trong đó, có người cho rằng Dương Lệ Bình làm việc với hàng chục người. Khi bà bị bệnh, nếu không cách ly sẽ lây nhiễm sang người khác. Tuy nhiên, cũng có nhiều khán giả bày tỏ khâm phục tinh thần chuyên nghiệp, cống hiến hết mình của Dương Lệ Bình. Họ cho rằng COVID-19 cũng giống như bệnh cảm cúm thông thường, không cần các biện pháp phòng chống quá mức. Sina cho biết thêm dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành trong giới giải trí Hoa ngữ. Nhiều nghệ sĩ mới đây đã thông báo phải nghỉ ngơi vì nhiễm bệnh. Một số chương trình bị hủy bỏ. Ngày 20 tháng 12, đạo diễn Trương Kỳ Trung, ông trùm phim kiếm hiệp Kim Dung, cũng chia sẻ ông bị sốt suốt 3 ngày. Theo Sina, các buổi biểu diễn của vở Khổng Tước do Dương Lệ Bình và học trò thể hiện bắt đầu từ tháng 11 và luôn chật kín khán giả. Do lượng khách đặt vé lớn, nữ diễn viên thần Điêu Đại Hiệp phải thêm buổi diễn, kéo dài đến cuối tháng 12. Ở tuổi 64, Dương Lệ Bình vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, uyển chuyển. Nữ nghệ sĩ chỉ tham gia một vài đoạn trong vở múa Khổng Tước, nhưng cũng khiến người hâm mộ cảm thấy mãn nhãn và khâm phục. Dương Lệ Bình sinh năm 1958 tại Vân Nam, được mệnh danh là Khổng Tước làng múa. Những tác phẩm múa tiêu biểu của Dương Lệ Bình có thể kể đến Ánh Trăng, Tước Chi Linh. Năm 2002, Dương Lệ Bình thử sức ở vị trí diễn viên khi tham gia phim Anh Hùng Xạ Điêu và được bầu là Mai Siêu Phong kinh điển nhất trong các phiên bản. Dương Lệ Bình là nghệ sĩ múa nổi tiếng nhất Trung Quốc. Bên cạnh đó, Mai Siêu Phong ngoài đời còn là doanh nhân giàu có. Dương Lệ Bình nắm giữ vị trí chủ tịch công ty truyền thông văn hóa Vân Nam. Bà nắm giữ gần 57% cổ phiếu, tương đương 55 triệu USD. Theo Baker, cộng với nguồn thu từ các xê quảng cáo, biểu diễn, Dương Lệ Bình có trong tay không dưới 150 triệu USD. Hiện tại, Dương Lệ Bình có đoàn múa của riêng mình, thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn khắp trong và ngoài Trung Quốc. Nữ nghệ sĩ góp phần phát triển văn hóa múa truyền thống của Trung Quốc, tạo ra nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng vì vậy có địa vị cao, được nhiều đồng nghiệp và công chúng ngưỡng mộ.